Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ con đều có hết. Nhà con cũng có, vợ con cũng có, xe con cũng có, tài chính con rất, bây giờ nói chung là cũng đủ sống. Nhưng mà cái điều mà con mong muốn nhất là ba với mẹ về ở chung với nhau. Đó là điều con mong muốn nhất. Hồi giờ con làm việc xã hội nhiều lắm mà ai con cũng ôm hết á, nhưng mà mẹ con chưa ôm lần nào hết. Rồi hôm trước bị bệnh vậy, nay khỏe chưa? Dạ, em phỉ hàng ngày gì chứ em làm nặng không được. Dạ, cô bị gì vậy cô? Dạ, cô mổ đó. Mổ phụ nữ đó. Mổ xong là nó rối loạn trên cái đầu anh. Con dâu nó có làm gì cho mình buồn không? Nó chỉ nói một hai tiếng cọc cằn vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Chứ không có gì là cho mình buồn đúng không? Dạ. Chưa làm cho gì buồn chứ mình sau này thì mình không biết. Cũng là chưa làm. Chưa có gì hết. Chứ sau này mình không biết được. Thật ra thì con dâu cũng mới có làm dâu 3 tháng. Dạ. Mà chủ yếu phục vụ bên chồng của mình. Dạ. Phục vụ cho mình nữa. Nó thương, nó yêu, nó qua, nó thăm mà nó phụ một chút thôi. Dạ. Đúng không? Ừ. Tôi thấy thương bà mẹ chồng này quá. Rồi, con dâu bây giờ mình trở về đây đi. Dạ. Mà cháu mới về làm dâu 3 tháng mà cháu lo phía bên chồng là mờ mờ là cháu dạy cháu nấu ăn là. Dạ. Thấy cũng tợ. Mỗi lần con nấu ăn cho cha chồng như thế đó thì thật ra con càng nghĩ con càng thương mẹ chồng hơn, đúng không? Thấy thương quá. Bên đây có gia đình, có con cái, con trai, con dâu bên đây. Đã có một mình còn chăm sóc mẹ, mẹ lớn tuổi nữa, rồi bệnh tật nữa. Có khi nào là em nghĩ là em thương mẹ rồi em muốn về ở với mẹ luôn không? Dạ, lúc đầu tụi em cũng muốn là về ở với mẹ, nhưng mà tại vì hồi trước là anh chồng em là ở bên nhà ba nuôi từ lúc mà chia tay đến giờ á, nên là không có qua ở với mẹ được, phải ở bên nhà anh. Thật ra đó chú cũng người ngoài thôi, nhưng mà chú thấy rằng đó là con cũng bàn với chồng nên thăm mẹ nhiều hơn. Mẹ giờ bệnh rồi còn nuôi bà ngoại chín mấy bảy mấy tuổi rồi, 79 tuổi rồi, nên cũng có thể về lo cho mẹ chồng nhiều hơn. Dù sao bây giờ mình cũng còn con rồi, sau này còn có cháu nữa, làm gì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Tại vì con thấy là về cái ăn uống này kia của mình á, nó chưa có đảm bảo vệ sinh lắm. Cái này con dâu người ta góp ý thì con thấy cũng đúng, mình thay đổi để mà bảo vệ tốt cái sức khỏe của mình nha. Ý là cô ăn cái gì mà cô bỏ là cô uổng lắm, cô phải để dành cô ăn cho hết. Đó đó đó, không có được cô à. Để dành mấy ngày? Dạ, ngày trước ngày sau. Rồi để đâu? Thì mấy hôm kỳ á là con nó chưa mua tủ lạnh á thì em hâm đi hâm lại, còn bây giờ là cháu nó mua được cái tủ lạnh cho mẹ rồi thì mẹ để tủ lạnh rồi mẹ hâm. Đúng rồi, ăn bữa thôi, bữa sau đừng để ăn nữa nha, để lâu quá ăn không có tốt á. Em thấy vợ chồng bé rất là có hiếu luôn. Đó, mua tủ lạnh nè, tivi nè, đó, rồi mua dây chuyền vàng cho mẹ nữa nè. Đó, chăm sóc mẹ như vậy. Bây giờ về là may cho mẹ một áo dài nữa. Mẹ nói là lần đầu tiên mặc áo dài luôn. Lần đầu tiên luôn á hả? Dạ. Trước đó thì chưa có áo dài nữa. Hồi đó chồng em cưới em mà em mang bầu bụng bự rồi, em đâu mặc áo dài thôi. Đám cưới là bụng bự rồi hả? Tháng trước về có tháng trước tháng sau vậy đi. Ủa cô, vậy bây giờ hôm bữa trước mà rước bé về ở đó là lúc đó là cũng gặp họ hàng hai bên gia đình, là lúc đó cô cũng chưa mặc áo dài luôn á cô? Ấy là dịch á, có một dịch mình ba đi à. À, một mình ba đi rước về thôi. Vậy thôi thì con hy vọng là hai em á là sẽ may cho mẹ một bộ áo dài thiệt là đẹp để bận trong cái dịp đám cưới sắp tới của hai em. Đúng rồi nha đó. Cô. Màu này đi không? Được. Dạ được cô, màu này hay là màu tím thích cũng màu được gì? Cô. Thích màu gì? Dạ em thích màu này. Dạ chú ơi, thì nhân cái chương trình này á, con mới cũng có suy nghĩ rằng là trước giờ con chưa có món quà nào tặng cho mẹ, nên là con cũng muốn nhân chương trình là con gửi đến món quà cho mẹ. Hay quá. Hãy chờ món quà của con dâu nào. Hôm trước á là mẹ nói là mẹ thích một cái vòng đeo tay để cho mẹ có thể mẹ nhìn được cái tay của mẹ nó sáng lấp lánh. Còn anh chồng của em có tặng sợi dây chuyền thì mẹ nói là mẹ không có nhìn được thấy sợi dây chuyền trên cổ của mẹ, chỉ người ta nhìn thấy mẹ thôi à. Cho nên là hôm nay con tặng cho mẹ chiếc tay. Xuất sắc. Dâu. Dạ. Cái gì ấy mẹ hay không? Hôm trước mẹ nói chiếc còng trơn mà. À, được chưa? Biêu có không cô? Biêu cái. Biêu cái.
Mẹ thích dơm gì mẹ gì nè. Buồn buồn mẹ dơm nó gì. Bây giờ là con trai cũng tặng vàng rồi, giờ con dâu Út cũng tặng luôn rồi. À, cô cảm nhận sao? Cô thấy cảm xúc của mình lúc này như thế nào? Ý là cảm xúc của mình lúc này sau tới cái năm đây tuổi của mình là mình mừng được gì? À, là được con cái báo hiếu này kia là mình mừng rồi đúng không cô? Hôm nay có một nhân vật sẽ đến thăm mẹ chồng nữa. Bây giờ là cô với lại em cứ ngồi xuống đi. Con sẽ đưa cái nhân vật bí mật xuất hiện ở đây nha. Nào, mời khách. Wow, chào anh ạ. Dạ, em chào chị. Đó, mời anh vô đây. Dạ. Dạ, con chào chú. Vô ngồi đây nào, ngồi. Con. Ai đây? Dạ, con trai em. Vô ngồi đây, kế mẹ đi nào. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào chị Trâm. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Thấy con xuất hiện thấy sao? Dạ, cũng mừng. Mà mặc đồ đẹp nữa. Dạ. Bình thường nó mặc đồ xấu lắm anh. Ôi, bữa nay sao con mặc đồ đẹp. Bình thường là anh quay YouTube. Dạ. Quay những cái dân giả đúng không anh? Kênh của em là chia sẻ về cuộc sống nhân vật, nói chung là về cái mảng thiện nguyện. Bây giờ chú Linh nói chuyện với mẹ, thật ra chú Linh rất là thương cái hoàn cảnh của mẹ. Bây giờ hai chồng ở với ba rồi, mẹ ở con mình với lại bà 79 tuổi nữa. Có khi nào con nghĩ đến là tại sao mình lại để mẹ ở mình với bà như vậy? Nhiều khi con ước mơ là ấy, là nó ước mơ là ba với mẹ quay lại mà nó không dám nói. Xưa nhà con nghèo lắm, con không có chăm được mẹ. Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ con đều có hết. Nhà con cũng có, vợ con cũng có, xe con cũng có. Tài chính con rất, bây giờ nói chung là cũng đủ sống. Nhưng mà cái điều mà con mong muốn nhất là ba với mẹ về ở chung với nhau. Đó là điều con mong muốn nhất. Lúc con còn nhỏ, con ước ao lắm. Nhưng mà bây giờ lớn, con cũng hiểu mẹ con đang suy nghĩ như vậy nên con cũng đỡ thôi. Đúng mà. Hồi nhỏ là nó ước ao lắm, bây giờ nó lớn lên nó suy nghĩ là mẹ đã trong lòng mẹ suy nghĩ gì rồi, nó đâu có biểu là mẹ về nữa đâu. Con nghĩ là con không có vừa, con không có ép mẹ nữa. Lúc con nhỏ thì con cũng suy nghĩ là bạn bè có cha có mẹ đầy đủ á, nhưng con cũng ước. Nhưng mà con không nói với mẹ hoài, kêu ba với mẹ về ở chung với nhau, nhưng mà mẹ không chịu. Cái hồi đó nó còn nhỏ nó khóc lắm, nó biểu về mẹ về mẹ ba. Về với ba đúng không? Rồi xong mà dì mới nói như này, mẹ không thể nào ưng ba con đâu, là nó mới vậy nó mới bỏ nó đi thành phố. Nó nói mẹ không ưng ba con đi thành phố, rồi nó đi thành phố luôn à. Mà ở nhà mà khóc chừng luôn. Mẹ con đã giải dầu mưa nắng, không còn nước mắt để khóc nữa đâu. Dạ. Nỗi buồn gần như nó... Nó quên rồi anh. Nó quên nó quá rồi. Nó nhiều quá rồi, bây giờ buồn nó cũng vậy. Nó thành chai sạn rồi. Dạ. Bây giờ em nói thiệt với anh với lời nói thiệt, cũng nói thiệt ở trên TV. Bây giờ em chỉ thương là bao gạo thôi. Bao gạo? Chỉ cần lo cái ăn thôi hả? Dạ. Cái miếng tao có bữa lấy cái nờ ra xúc, có cái bao gạo cho đó mình xúc mình nấu ta. Ăn cái gì cũng được. Mình tiếp xúc, mình nói chuyện với cô á, thì có vẻ giống như là cô là một người rất là vô tư đó, không có suy nghĩ gì nặng nề trơn á. Nhưng mà bởi vì cái đó của cô á, làm cho con rất là xúc động. Từ cái lúc mà anh trai xuất hiện á, tự nhiên con cảm giác được là mọi cái thứ nó mạnh mẽ của mình á đó. Dù là mình muốn là gần con, gần cháu này nọ, nhưng mà vì có hoàn cảnh, nhưng mà vì cái sự vô tư của cô làm cho con cực kỳ cả xúc động luôn á. Con không hiểu nữa, tự nhiên anh xuất hiện cái con cảm thấy rất là thương cô luôn. Bây giờ á, con ví dụ nha, ví dụ em mình á làm ăn được, xây một cái nhà to, xong rồi cái bây giờ trước cô về thì vợ chồng cô vẫn gặp nhau, tuy là không có tình cảm nó không được như xưa nữa, nhưng mà mình sẽ ở chung nhà để mà mấy em á tiện chăm sóc cô này kia, thì cô thấy như sao? Hay là gần hơn nữa, thí dụ giờ ủa mẹ con đang ở nhà của ai? Mẹ con đang ở nhà riêng của mẹ con, ba thì ở riêng nhà của ba.
Nhưng mà vấn đề mà muốn mong muốn là ba mẹ về chung á, là bên phía nội cũng mong muốn, cũng có tâm sự với con là làm sao để ba mẹ về chung, cũng mong muốn, bên phía ngoại cũng mong muốn. Nhưng vấn đề ở đây là mẹ không có mong muốn điều đó, là tất cả mọi người đều khuyên nhưng mà mẹ không muốn. Đó là cái sự lựa chọn của mẹ. Tôi hiểu rồi. Con lớn rồi thì đó là mẹ lựa chọn, thì con cũng đâu có biết nói gì đâu. Nói gì nói, thương mấy đứa con lắm, nó cũng khổ trong lòng lắm. Đi xa vừa chăm mẹ vừa chăm cha vừa còn bà nữa. Bây giờ nó đứng ở cưa giữa nó cũng rất là khổ. Vậy thì thay vì mình ở đó mình ở gần chút, mình không cần ở chung, gần chút thôi cũng được, càng gần càng tốt. Còn con của mình nữa mà, rồi còn cháu của mình nữa, rồi mọi thứ. Mẹ chồng nghe vừa Linh đi, thật ra là gì, mình không cần ở chung, ở gần thôi, để con cháu nó bớt đi cái nỗi lo, nó bớt đi cái nỗi buồn, để nó làm ăn khấm khá. Nó làm ăn khá rồi á là cái gì cũng được hết trơn á, được không? Dạ không, dạ không. Trời đất ơi, mẹ con cứng đầu lắm chú. Mẹ con cứng đầu. Bây giờ chú có nói như thế nào thì mẹ con không đồng ý. Không mà, thấy là em nói gì nè, chuyện về đời hay là chuyện đàn sớm mà ai em cũng bỏ qua được hết, thật tình em nói. Mà riêng về người chồng em là em không bao giờ. Bây giờ không có nói chuyện đó nữa, cái chuyện là mình ở gần thôi. Dạ. Chứ không phải ở chung, ở gần để mấy đứa nhỏ này nó tiện chăm sóc bà ngoại và chăm sóc mẹ. Vừa rồi em ở mình em á, em bệnh nặng á, em tự lấy chiếc xe em chạy tới bệnh viện là em xỉu à. Nếu chạy được, còn lúc chạy không được thì sao? Với lại á cô à, cô làm như vậy á, những người người ta không biết á, người ta nghĩ là con cái đâu để cô làm như vậy nữa. Đó. Cái này á là không phải là mình nghĩ cho bản thân mình nữa, mà bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình bị bệnh như vậy. Giờ chú Quyền Linh chú khuyên cô là về gần đó cho tiện chăm sóc này kia, là cô là nghĩ tốt cho con của cô. Ý là dì nghĩ là chỉ dì thích con của dì á ở sát một bên thì dì mừng, chứ dì không thích chồng. Rồi đó ở. Dạ thì đây là đang muốn sát một bên đó cô. Chuyện của ổng thì kệ của ổng, mình không ở chung, mình ở gần thôi. Mà chị thích là như là bí dâu này ở sát một bên chị cũng được. Được luôn. Dạ được. Vậy là được ha. Đó. Đợt này là về hứa nha cô nha. Ở gần nha, tìm cách từ từ, thấy không? Từ từ mình dời gần gần rồi dời nó từ từ thôi, cái gì cũng từ từ rồi khoai nó nhừ thôi. Hôm nay thì chúng ta cũng biết được cái ước mơ của con trai, con dâu rồi. À, những món quà cũng đã tặng mẹ chồng rồi. Bây giờ thì con dâu có muốn nói gì với mẹ chồng mình không? Con chỉ mong mẹ hy vọng là sức khỏe của mẹ càng ngày càng tốt hơn. Mẹ sống thoải mái, mẹ đừng có suy nghĩ cho tụi con nhiều. Mẹ muốn ăn cái gì, muốn thích cái gì mẹ cứ nói tụi con, mẹ đừng có ấp ủ trong lòng. Nghe mẹ, mẹ xin cảm ơn nàng dâu. Con trai. Dạ, con cũng hy vọng là hồi giờ con làm việc xã hội nhiều lắm mà ai con cũng ôm hết á, nhưng mà mẹ cũng chưa ôm lần nào hết. Hay là con nói gì đi, con nói để cho vợ con lo cho mẹ vậy đó. Thấy chưa, đứt ruột chưa. Ai cũng muốn ôm hết nhưng mẹ con chưa ôm lần nào cả. Thật ra những người con trai đó khó nói lời yêu mẹ lắm, khó ôm mẹ lắm, nhưng trong sâu thẳm họ luôn luôn muốn làm điều đó. Nếu có dịp họ sẽ ôm thật chặt mẹ và nói tất cả những lời yêu thương dành cho mẹ. Đó là nỗi niềm của đại đa số người đàn ông. Cố lên con nha, tìm mọi cách, làm mọi cách để mẹ con càng gần càng tốt nha. Cô cảm ơn chú. Rồi.